Tao chuẩn bị đi xóa cận đó. Mày mổ cận đi, cái mắt mày mỏng lét. Mổ cận đi, cái thao. Ê, mổ cận xong phải dung dung ở nhà cả tuần đó. Ê, mổ cận xong mày khỏi xài. Còn cái đi biển của mình thì sao cha? Quỷ hả? Tháng nha con. Tất cả chỉ là tin đồn. Hãy để cho tôi, một người vừa xóa cận cách đây 4 tháng chia sẻ cho các bạn nghe nè. Đây đây đây, nói có sách, mách có chứng. Tôi đã đi xóa cận ở bệnh viện mắt Sài Gòn nè. Tôi cận 5 độ và đoạn 0,5 độ nha. Và tôi đã xóa cận thành công bằng công nghệ Femto Pro. Và đây là tôi sau một ngày xóa cận. Lúc này vẫn phải đeo kính bảo hộ, mà cái vấn đề sử dụng điện thoại, máy tính vẫn bình thường. Các bạn chỉ cần lưu ý là tầm 15 đến 30 phút mình ngưng để cho mắt nghỉ ngơi, đừng làm việc chơi game liền tụi tì là được. 3 ngày sau xóa cận, tôi đã đi làm và đi học lại bình thường và vẫn phải đeo kính bảo hộ nha. Kiên cử duy nhất trong khoảng thời gian này là không được để nước vào mắt, cho nên các bạn gội đầu hay rửa mặt thì ráng chú ý cẩn thận một xíu là ok này. Một tuần sau xóa cận, nay là ngày cuối cùng tôi phải đeo kính bảo hộ và tôi đã có thể trở lại phòng gym. Nhưng mà lưu ý là chỉ được vận động nhẹ, ví dụ như chạy bộ, tập gym, yoga, còn mấy môn vận động mạnh như cầu lông, bóng đá, bóng rổ thì phải chờ 3 tháng sau mới chơi lại được nha. Một tháng sau xóa cận, tôi không cần phải đeo kính bảo hộ nữa và tôi đã có thể bắt đầu nhận job, đi quay, đi chụp lại bình thường. Chàng đếc ơi, đi quay mà không cần phải đeo kính cận, không cần phải đeo contact lens, con mắt nó đã gì đâu á. 3 tháng sau xóa cận, oh yeah, tôi đã có thể đi bơi hay tắm biển, lặn biển, thả ga luôn. Và đây cũng là mốc thời gian lưu ý cuối cùng rồi đó. Từ bây giờ trở đi nha, là muốn làm gì cũng được hết, không cần phải kiêng cự một thứ gì hết. Quá đã luôn. Và đó là hành trình phục hồi mắt của tôi sau xóa cận. Không hề lâu lắc và kiêng cự nhiều như mọi người nghĩ đâu. Tôi cảm thấy mình rất là may mắn khi đặt niềm tin ở bệnh viện mắt Sài Gòn. Từ lúc trước mổ, khi mổ và tới lúc tái khám, tôi đều được mọi người ở bệnh viện take care rất là tận tình và có tâm lắm luôn. Đúng là bệnh viện uy tín 20 năm, chuẩn không cần chỉnh. Cuộc sống của mình đã thay đổi một cách tích cực sau khi mổ cận. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Và nếu có ai hỏi mình là có nên mổ cận hay không thì mình chắc chắn sẽ trả lời là nên nha. Vì một đôi mắt sáng đang chờ đợi chúng ta.